Xin chào các bạn, đây là cái nốt 10 plus sau khi mình đã dán cái miếng dán mặt sau lưng dạng dán trong suốt. Đây là mình dán chính hãng của Go. Các bạn trông thấy nó gần như là không dán vậy, phải nhìn thật kỹ thì chúng ta mới thấy được là có mặt sau lưng có dán một lớp dán. Thực sự đây là một miếng dán mình cảm thấy rất là hài lòng, nhất là nó kỳ đẹp, nó khít toàn bộ cái phần mặt lưng của máy, cũng như là cái khả năng dán của nó cũng tương đối là dễ, nó không bị quá khó dán như là một số những cái dòng dán nylon trước đây mình đã từng dán. Giá nó cũng rất là mềm thôi. Và để đặt mua thì các bạn truy cập website leisang.vn nhé, hoặc là các bạn có thể gọi điện đến cái số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng cũng được. Xin cảm ơn các bạn.